mọi người, hôm nay Phước Sửu và Mạc Đức Thành, anh em nhà mình đang có tại đang có mặt tại một cái dãy shop house của Nova đó Thành. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại đây là một công kỳ Wonderland, một công kỳ nhỏ của một tổng thể dự án Nova World Hồ Tràm lên tới 1.000 hecta đó. Rồi như Phước Sửu đang đứng cảm giác mình Phước Sửu đang là thế giới hoàn toàn lên một cái hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.